Ok, chào anh em nha, mình là Craybat. Hôm nay em tiếp tục đến Pokemon Unite nha mình. Nếu em thấy hay thì một like, một share, một đăng ký hộ mình nha. Mình cảm ơn em rất nhiều. Tem đẹp vãi chưởng anh em ạ. Tem có hai con bọt, một phép hai đàm, khá ngon. Tem đầy đủ combo cả. Tem này biết tướng chuẩn rồi nhưng mà biết đánh đấm như nào đây. Quan trọng là đánh đấm rồi nhưng mà đứng đây làm gì, đứng đây làm gì. Chơi nó luôn. Thôi không được không được, đánh con gách cho mày được anh em ạ. Ở con gách cho mày được chứ đến con slow rồi nó trâu quá. Cảm ơn thua. Làm như nào. Ý da, mi quốc cái tóc biến không kịp luôn ấy. Và đây quốc cái tóc biến kịp là sống rồi. Hồi không ao tướng sức mạnh anh em mà đi farm cấp đó. Pha đấy mình có cấp, mình có kêu là bon hết rồi. Mà pha đấy ảo tướng sức mạnh quá. Ok. Đấy chỉ cần hồi nãy cấp 4 thôi là ngon cơm rồi. Lao. Trời anh em ơi. À. Cái méo gì tiếng hóa đúng lúc thế. Đúng lúc mình ném cái quả cầu Electron Ball vào cái nó tiếng hóa anh em ạ. Không còn gì gọi là đen hơn cả. Còn mình chạy hộ. Hồi không farm ngáo nữa. Từ từ từ. Ok. Phải để kêu lại cái quái thôi anh em ạ. Chứ không mắc quái đây. Nãy giờ phong ngáo quá. Từ mình nghe mình gần lên cấp rồi. Rồi gặp Mew nữa. Các bạn đâu đây bạn ơi. Không có đánh được mình đâu mà đánh. Khi nào bạn cầm bồ thì bạn hãng ăn mình nhá. Chói lại nè. Một bờm bay đầu. Một bờm là bay ngay. Chói lại này. Ui nó cào xa thế. Ui sao nó cào xa thế. Còn thanh niên thì hết máu con chiều về còn đi đánh bầy chim làm gì nữa. Chán thế. Mấy sao con gắt cho nó cào xa thế nhờ. Mình đứng xa thế mình vẫn cào trúng được anh em ạ. Hay thực sự. Này thì láo. Láo. Thì mình nên cần cấp thôi chứ giờ này đánh không được thôi. Chứ giờ sau đánh được hết. Rồi. Chạy hộ nữa. Lần này mình chạy hộ nữa. Chẳng qua lần trước là mình chưa có kêu thôi. Rồi thanh niên bốc hơi luôn điện thế. Trước khi chết ăn được con thỏ nên em ạ. Hấu thế. Không nếm cầu được nhờ khó quá. Thì mình đang cần cấp nhiều. Thì giờ này không đủ cấp để đánh cái trò mình mà không không trời. Nhìn mấy tí số gì. Gì ấy da. Ní hay đấy bạn. Bạn ní hay đấy. Lần này thì bạn biết. Cái méo vậy trời. Quái thế méo hiểu luôn. Team mình đang cần cấp mà không có cấp đến được. Hết trom team mình không không à sao. Ít nhất cũng phải có cái chở cái gì đó chứ. Thanh niên đánh gì mà đi đi rồi à, lao đầu vào chỗ chết làm gì. Nếu sao ai gánh được. Thế ai gánh được. Ui. Man. Ném quá cầu không được luôn ấy. Phải ném quá cầu được là ăn được con Mew 2 rồi. Mew hiểu kiểu gì. Đen không tá được. Này
thì ráo, này thì ráo nháo. Từ từ từ, bình tĩnh. Nó vẫn còn đâu đây này. Ôi ôi, slow vừa rồi làm gì? Ôi, slow vừa rồi có lượng thôi. Biết liền cách chồng. Chán thế. Đánh game mà toàn gặp tiết tướng không thế này sao đánh? Ngồi toàn luôn. Trời bạn ơi, mình có đam này. Đam mình to hơn nữa là đàn khác. Còn nửa trụ rồi. Quân cầu luôn không biết làm gì nữa. Năm hai rồi. Cũng không gánh được. Này thì miu. Ây da. Có thế một hít nữa. Này. Ném đi. Tại mày ai ném được thì ném đi chứ. Tầm này mình chỉ có vào nhả đam là thôi anh em ạ. À. 12 thanh niên tăng cái đứng đấm nhau kìa. Ổi thế. Từ biến ơi, đếm anh. Hay quá. Nó phải thế chứ lị. Không có con gách chom ra không kịp đâu. Mình canh giờ ném rồi sao mà ra kịp. Ngồi không ăn bớt kịp. Lên đồng thế. Úi rồi. Thôi con boss nó vào lại luôn. Cày thế. Úi đến gần chết con boss nó vào lại. Này thì dê rau ra. Không chết kìa, còn một chấm máu kìa. Một nhổ nữa. Ui dồi ôi, không ăn được. Đen thế. Bắt nó. Ok, hay quá. Ngon, bắt được không? Ui dồi ôi, không bắt được luôn kìa. Hay rồi. Cứ bắt được con Mew là tiền mạng hết đam rồi. Còn gì đâu ra thì mình stun được. Này. Khó chịu thế. 6 năm mà không ném cậu nhiều đâu, toàn đi hoàng nhã đam cho tem thôi. Nó út nó. Còn yêu tem mạng lại lên nữa. Trời đấy gì đấy, cái cho bắt đầu có việc làm hơn rồi đấy bạn, bắt đầu có việc làm hơn rồi đấy bạn ơi. Mấy bạn bắt đầu có việc làm rồi đấy. Không ném được. Ồ, có hưởng boss à. Cây thế, cây vãi ra. Cho xin 2 giây nữa thôi. 1 giây cũng được. Chứ còn 1 giây nữa có thể ném được 100 cầu rồi anh em ạ. Điền thế. Ok. Win anh em ơi. Và kỳ ném 100 cầu nữa là ngon cơm rồi. Còn đúng 1 giây nữa ném được rồi. Ok. Chào anh em nhé.